Ai đây rồi? Ông Hai, gọi điện cho ông hơi khó đấy. Tôi chạy xe đường dài, làm sao nghe máy được? Người như anh Khải sao lại quỵt nợ à? Tôi đang xoay. Thì cũng quá vài ngày rồi, bọn này đến nhắc nhở, tiện thể xem qua cái nhà. Mà ông khinh bọn này à? Ít nhất phải mời lên nhà nói chuyện đàng hoàng nhé. Tôi có bảo là tôi không trả đâu. Sao các cậu cứ căng thẳng thế nhỉ? Bên em cho anh vay, không giấy tờ, không thế chấp. Nhưng quá 5 ngày không thấy anh đâu cả. Gọi điện anh cũng không nghe máy. Cảm phiền ông anh, cho mượn chìa khóa xe đi. Không được. Đây là căn cước công của tôi, các anh siết đi, tôi lấy cái gì trả nợ. Ông anh có bảo vợ ngon đấy, cửa hàng diện đấy nhỉ. Cầm tiền qua thì lấy xe về có cái gì đâu. À quên, còn giấy tờ xe. Thế bao giờ qua lấy ô tô? Điều này hoặc mai. Ông anh nhớ nhá, đêm nay nhá. Chào ông anh nhá. Anh xin em, hãy để cho anh gỡ nhá. Anh trả lại nó cho tôi. Không được, anh phải gỡ mà.